Xin chào anh chị, em là Biển Xanh Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này thì em đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km. Trong video này thì em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị một căn nhà giá rẻ, một trệt một lầu, nằm ngay ở khu vực Điện Âm anh chị nhé. Và đây chính là phía bên ngoài căn nhà mà hôm nay em muốn chia sẻ và giới thiệu đến anh chị quý nhà đầu tư. Xin mời anh chị mình cùng di chuyển vào bên trong để chúng ta khám phá. Phía trước là một khoảng sân 2m để anh chị có thể đậu xe Honda. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian của phòng khách cực kỳ là rộng rãi anh chị nhé. Căn này có giá vô cùng là rẻ, chỉ có 1 tỷ 250 triệu, nằm ngay khu vực Điện Âm, khu vực văn minh của dự án Cát Tường Phú Sinh. Căn này chúng ta mua thì chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc anh chị nhé. Chủ đầu tư hẹn khách hàng tới tháng 9/2023 sẽ gọi cái khu vực Điện Âm này đi công chứng để ra sổ hồng riêng. Dưới không gian tầng trệt thì chúng ta có phòng khách, phòng bếp, một nhà tắm và WC cùng với khu vực để chúng ta phơi đồ. Đây là khu vực phía sau để anh chị mình có thể phơi đồ. 1 tỷ 250 triệu cho căn nhà có diện tích là 4 dài 13 anh chị nhé. Và chúng ta sẽ trừ ra cái khoảng 5% mà anh chủ nhà chưa đóng cho chủ đầu tư Cát Tường Group là khoảng gần 50 triệu. Tức là chúng ta xuống tiền cho anh chủ này khoảng 1 tỷ 2 thôi anh chị nhé. Chọn gói của căn này là 1 tỷ 250 và chúng ta trừ ra cái khoản 5% mà anh chủ nhà này chưa đóng cho chủ đầu tư Cát Tường Group. Thì chúng ta xuống tiền khoảng 1 tỷ 2 là mình đi sang nhượng hợp đồng nguyên tắc trên trụ sở chính của công ty Cát Tường Group tại địa chỉ 259A Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận để mình sang tên cái hợp đồng nguyên tắc và chúng ta dọn vào ở ngay. Trên lầu 1 thì mình có 2 phòng ngủ, 1 nhà tắm và WC sử dụng chung. Không gian nhà tắm và WC ở trên lầu 1 này cũng rất là rộng rãi. 2 phòng ngủ cũng khá là rộng. Thì còn khá là mới anh chị nhé, sạch sẽ, mình mua là chỉ việc dọn vào ở ngay với một căn nhà giá rẻ. Căn này có hướng nam cho nên khá là mát. Những quý anh chị nào đang có quỹ tài chính hơn 1 tỷ một chút xíu mà chúng ta muốn tìm một căn nhà để an cư lập nghiệp thì đây là một căn nhà giá rẻ đáp ứng nhu cầu của nhiều anh chị mình đang tìm kiếm. Quý anh chị và các bạn xem video này thấy nó phù hợp nhu cầu của mình thì hãy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em qua số hotline 037 730 4018 để chúng ta đi xem nhà và mua căn này để an cư lập nghiệp anh chị nhé. Khu vực này điện âm, nước máy, điện nước đầy đủ rồi. Nói chung là anh chị mua chỉ việc dọn vào ở ngay. Đây là khu vực điện âm hay còn gọi là khu VIP Land của dự án Cát Tường Phú Sinh. Nó nằm ngay khu phía sau công viên 7 kỳ quan. Công viên 7 kỳ quan chúng ta chạy ra là khu vực điện âm anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn đang theo dõi video này thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em qua số hotline trên màn hình. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều thông tin hữu ích. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.